Công ty Golden Health hân hạnh giới thiệu sản phẩm Full Golden, chiết xuất từ tảo nâu được sản xuất tại Úc, có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của những lần hóa trị hoặc xạ trị. Ngoài ra, Full Golden cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào tủy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống hình thành khối u và chống oxy hóa, đồng thời cũng giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của cơ thể và giúp làn da được mịn màng, tươi trẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Vietfay TV qua số 0452 067 535 hoặc email vieftv2022@gmail.com. Nhật Bản là quốc gia đứng đầu danh sách những nước có dân số sống thọ nhất thế giới. Để có được điều này, ngoài lối sống khoa học, ăn uống lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú, họ còn có một bí quyết vô cùng kỳ diệu cho sức khỏe, đó là uống nước Kangen mỗi ngày. Loại nước này đem đến giải pháp hoàn hảo để uống cũng như để nấu ăn, vì nước từ máy Kangen có khả năng thẩm thấu rất tốt cũng như gia tăng điện giải cho những người tập luyện thể thao, duy trì sự trẻ trung của phụ nữ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Đen Huỳnh qua số 0412 739 888. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của Vietfay TV. Và kính thưa quý khán giả, sau khi đã gia tăng lãi suất lần thứ 12 vào tuần qua, thì ngày hôm nay ngân hàng trữ kim RBA lại tiết lộ về những dự đoán vô cùng tồi tệ với những ai đang có những khoản vay thế chấp. Trong khi đó, thì Tổng nhà thuế vụ ATO vừa lên tiếng cảnh báo về 2.400.000 cư dân Úc đã có hành động khai gian trong những năm trước đây. Tại Queensland, chính phủ lao động vừa tuyên bố là sẽ gia tăng tài trợ thêm 36 triệu đô la cho chương trình xây dựng nhà ở xã hội. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay thứ Hai, 12 tháng 6, 2023 của Vietfay TV. Đầu tiên là sinh hoạt tài chính. Ngân hàng trữ kim tiết lộ những dự đoán tồi tệ nhất đối với người vay thế chấp khi lãi suất tiếp tục gia tăng. Một báo cáo mới nhất của ngân hàng trữ kim RBA đã tiết lộ rằng gần một nửa số hộ gia đình đang có khoản vay thế chấp có thể có nguy cơ bị vỡ nợ chỉ sau 3 tháng nếu họ gặp một cú sốc về thu nhập hoặc là chi phí sinh hoạt gia tăng. Đánh giá về mức độ ổn định tài chính của ngân hàng trữ kim RBA đã tiết lộ một thực tế rất đáng kinh ngạc đối với nhiều người đang có những khoản vay vào tháng 4 sau các đợt lãi suất gia tăng liên tiếp. Và vào ngày thứ 3 tuần trước 6 tháng 6, RBA đã tăng lãi suất lần thứ 12, nâng lãi suất lên mức 4.1%. Động thái này đã gây bất ngờ cho thị trường cũng như cho các chuyên gia kinh tế, những người đã dự đoán là lãi suất sẽ tạm ngừng gia tăng trong tháng 6. Trong khi báo cáo của ngân hàng RBA cho thấy, phần lớn những người đi vay sẽ có thể vượt qua được các đợt gia tăng lãi suất và tiếp tục trả những cái khoản nợ của họ, thì tin tức này lại gây sốc cho rất nhiều người. Báo cáo của RBA cho biết là mặc dầu nhiều người đang có những cái khoản dự phòng đáng kể, nhưng cũng có gần 40% các khoản vay thế chấp chỉ có thể có dự phòng để trả nợ trong vòng 3 tháng. Và các dự báo này dựa trên tỷ lệ tiền mặt hiện nay chỉ còn ở mức là 3.75%. Cùng với mức tăng nhẹ trong thu nhập của người đi vay và tỷ lệ thất nghiệp nói chung cũng được tiết lộ trong báo cáo. Đối với những người không có các khoản dự phòng, thì các dự đoán còn tồi tệ hơn khi có 14% người đi vay sẽ hết tiền tiết kiệm vào giữa năm 2024 nếu họ không cắt giảm chi tiêu. Ngoài ra còn có hơn 9% những người đi vay vẫn có nguy cơ bị cạn kiệt nguồn tiền tiết kiệm trong cùng một thời gian, ngay cả sau khi họ đã giảm hạ tất cả những chi tiêu gọi là thiết yếu. Trong một kịch bản được cho là tồi tệ nhất, đó là khi tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, thì khoảng 10% các hộ gia đình sẽ bị cạn kiệt nguồn tiền dự trữ trong vòng 6 tháng, và ngay cả sau khi họ đã giảm chi tiêu đến 80%. Báo cáo của RBA cũng cho thấy là lãi suất cao hơn đang bắt đầu gây áp lực đến ví tiền của các hộ gia đình, với việc chi tiêu đã giảm hạ đáng kể trong quý 1, tức là trong 3 tháng đầu của năm 2023.
Kế đến là thông tin từ Tổng nhà thuế vụ ATO phạm pháp hình sự, lời cảnh báo cho khoảng 2 triệu cư dân trong mùa khai thuế năm nay. Hơn 2 triệu người Úc đang được cảnh báo khẩn cấp trước thời hạn nộp thuế sau khi Tổng nhà thuế vụ ATO đã phát hiện là họ đã khai man trong tờ khai thuế của những năm vừa qua, khiến ATO đã thất thu hơn 8 tỷ 400 triệu đô la. ATO cho biết là hơn 2 triệu người Úc đang được cảnh báo là không nên tiếp tục khai man trên các tờ khai thuế trong năm nay, nếu không họ có thể phải đối mặt với những khoản tiền phạt rất nặng. Cũng theo ATO, thì họ sẽ tìm cách thu hẹp sự thất thoát 8 tỷ 400 triệu đô la nói trên bằng một cuộc đàn áp từ các khoản khấu trừ gian lận liên quan đến công ăn việc làm. Theo một nghiên cứu mới của trang web so sánh tài chính có tên gọi là Finder, thì khoảng 12% người Úc, tương đương 2 triệu 400 ngàn người đã thừa nhận là trước đây họ đã từng khai man trong tờ khai thuế. Bà Alison Benny, chuyên gia về tiền tệ tại Finder cho biết là nộp những thông tin không chính xác với cơ quan thuế ATO là một tội hình sự và trong nhiều trường hợp nghiêm trọng có thể bị phạt đến 10 năm tù hoặc một số tiền phạt rất lớn. Cũng theo vị chuyên gia này, thì có thể có nhiều người không cố ý khai gian nhưng vì không nhớ rõ chi tiết về tất cả các khoản chi tiêu trong công việc nên đã mắc sai lầm. Và năm nay thì những sai lầm này có thể sẽ phải trả với một giá rất đắt. Cuộc khảo sát của Finder cũng đã được thực hiện với 1.000 người tham gia và kết quả cho thấy là 4% đã liên tục có sự khai gian, trong khi 4% khác thì cho biết thỉnh thoảng họ cũng đã khai gian. Cuộc khảo sát này cũng cho thấy là thế hệ trẻ, tức là nhóm người khai gian nhiều nhất với 16% thuộc thế hệ Z và 15% thuộc thế hệ Y, trong khi thế hệ lớn tuổi hơn là X và Baby Boomer thì chỉ có 10% mà thôi. Cũng theo cuộc khảo sát này, thì những người có thu nhập trên 100.000 đô la thường có xu hướng nói dối nhiều hơn ở mức 14%, so với 12% của những người có thu nhập dưới 100.000 đô la và 7% cho biết họ không báo cáo thu nhập bổ sung khi họ kiếm được nhờ một công việc làm thêm, trong khi 4% thừa nhận họ đã không trung thực về các khoản đầu tư của mình. ATO cho biết là nếu họ phát hiện ra những sự khác biệt sau khi tờ khai thuế đã được nộp, thì người nộp thuế có nhận được thư yêu cầu từ ATO đề nghị họ xem xét và sửa đổi tờ khai thuế của mình thông qua một quy trình được cho là tự nguyện thay đổi. Kế đến là tin từ Queensland, chương trình xây dựng nhà ở khẩn cấp được gia tăng tài trợ. Chính phủ lao động tại tiểu bang Queensland vừa tuyên bố gia tăng thêm 64 triệu đô la tiền tài trợ cho chương trình xây dựng nhà khẩn cấp nhằm đáp ứng với cuộc khủng hoảng gia cư hiện nay. Khoản tài trợ được bổ sung sẽ được chuyển vào ngân sách của tiểu bang Queensland vào tuần tới và sẽ được dùng để mua hoặc cho thuê các địa điểm lưu trú tại khu vực nội thành, bao gồm cả khách sạn và nhà trọ. Dữ liệu từ Hội đồng Dịch vụ Xã hội Úc Châu cũng đã cho thấy là tình trạng nhà ở vẫn là một nguy cơ rất lớn lao và hơn một nửa số người ở nhà công cộng sống dưới mức nghèo khổ. Bộ trưởng Ngân khố là ông Cameron Dick cũng cho biết là khoản gia tăng này sẽ là một phần của gói chi tiêu tập trung vào việc giảm hạ áp lực chi phí sinh hoạt đối với các hộ gia đình ở Queensland. Theo lời ông Cameron Dick, thì chương trình này sẽ giúp hỗ trợ việc thuê mướn nhà cho thành phần dễ bị tổn thương, bao gồm những người vô gia cư hoặc những người đang có nguy cơ bị vô gia cư, cũng như những người muốn thoát khỏi tình trạng bạo hành gia đình. Bộ trưởng Bộ Gia cư là Megan Scannon, người vừa được thăng chức vào tháng trước cũng cho biết là khoản tiền lần này sẽ là yếu tố để thay đổi cuộc chơi đối với những người đang gặp khó khăn trong việc muốn có một mái nhà an toàn và chắc chắn. Kế đến là tin từ Victoria, hủy bỏ chương trình tài trợ 3.000 đô la cho xe điện. Người dân Victoria sẽ sớm phải trả nhiều tiền hơn khi mua một chiếc xe hơi điện vì chính phủ Andrew đang có kế hoạch là hủy bỏ chương trình tài trợ 3.000 đô la cho những ai mua xe điện mới mà chính phủ đã loan báo trước đây. Quyết định này đến sớm hơn dự đoán một năm. Các chuyên gia trong ngành cho biết là động thái này sẽ tạo thêm một gánh nặng tài chính cho cư dân Victoria và điều này có thể gây ảnh hưởng đến nỗ lực cắt giảm ô nhiễm giao thông. Cụ thể thì chính phủ Victoria đã cắt giảm tài trợ cho chương trình phương tiện không phát thải trong ngân sách hồi tháng 5 vừa qua và tiết lộ khoản giảm giá 3.000 đô la cho các phương tiện xe điện
có giá bán ở 68.740 đô la sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm nay. Nhắc lại là chương trình này đã được triển khai vào năm 2021 để có thể trợ cấp cho khoảng 20.000 chiếc xe điện và sẽ không kết thúc cho đến tháng 5 2024. Không đồng ý với quyết định của chính phủ Andrews, phát ngôn viên về biến đổi khí hậu của Liên đảng Tự do đối lập đã cho rằng việc loại bỏ kế hoạch này có nghĩa là Victoria sẽ không thể nào đạt được mục tiêu giảm mạo khí thải vào năm 2030 bởi vì chỉ có 6.6% số xe được bán ở Victoria là xe điện. Trong khi đó, thì giám đốc điều hành hội đồng xe điện là ông Jaffari thì cho biết là các chủ sở hữu xe điện ở Victoria đã phải trả trung bình là 1.600 đô la một năm như là một phần của thuế sử dụng đường bộ của tiểu bang. Và các khoản cắt giảm mới này sẽ không khuyến khích việc thay thế những xe chạy bằng xăng hoặc bằng dầu để có thể mua xe điện. Cũng theo lời ông Jaffari, thì việc loại bỏ trợ cấp có thể ảnh hưởng đến doanh số bán xe điện tại Victoria, bất chấp việc đưa ra chiến lược xe điện quốc gia và những thay đổi của chính phủ liên bang đối với các khoản thuế phụ thuộc. Ngoài ra, thì việc hủy bỏ tài trợ 3.000 đô la này cũng sẽ khiến cho tiểu bang Victoria đứng sau 4 tiểu bang khác về các ưu đãi, bao gồm Queensland đã gia tăng trợ cấp cho phương tiện lên mức 6.000 đô la, tiểu bang Tây Úc là 3.500 đô la, riêng New South Wales và Nam Úc vẫn duy trì mức tài trợ là 3.000 đô la. Tuy nhiên, những người mua xe điện ở Victoria vẫn có thể yêu cầu giảm 500 đô la khi họ đăng ký trong vòng 5 năm. Cũng tin từ Victoria, sinh viên dạy học được trợ cấp hàng ngàn đô la nếu đồng ý làm việc tại các vùng thôn quê. Sinh viên đang theo học về giảng dạy ở Victoria sẽ có cơ hội nhận được trợ cấp trị giá hàng ngàn đô la nếu họ đồng ý về giảng dạy tại các vùng nông thôn hẻo lánh trong vòng 2 năm sắp tới. Sau khi chính quyền lao động tại Victoria tuyên bố sẽ chi 32.200.000 đô la cho chương trình này, nhằm hạn chế tình trạng thiếu hụt giáo viên ở vùng nông thôn, là nơi có hàng trăm vị trí đang được tuyển dụng tại các trường học, nhưng lại không có một ứng cử viên nào. Theo chương trình này, thì khoảng 11.000 sinh viên giảng dạy tại Victoria có thể đăng ký để được trả tiền thuê nhà, tiền đi lại và tiền ăn uống nếu họ đồng ý về làm việc tại các trường học ở vùng nông thôn và thời gian làm việc là 3 tuần lễ. Bộ trưởng Giáo dục Natalie Hitchin cho biết là mục đích của chương trình này là để khuyến khích sinh viên tốt nghiệp ngành giáo dục nên nộp đơn làm việc tại khu vực nông thôn. Trong khi đó, Liên đoàn Giáo dục Victoria mô tả động thái này là một kế hoạch rất tích cực. Nhưng đồng thời, Chủ tịch Meredith Peace cũng nói rằng chính phủ Victoria cần phải làm nhiều hơn thế nữa. Và cuối cùng là tin từ New Zealand, quốc gia này sẽ làm việc với tất cả các quốc gia không hoàn toàn cùng quan điểm. Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều thay đổi, New Zealand sẵn sàng làm việc với tất cả các quốc gia mà nước này không hoàn toàn có cùng quan điểm, và đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Mahuta. Phát biểu tại một hội thảo của Viện Quan hệ Quốc tế diễn ra vào cuối tuần vừa qua, Ngoại trưởng Mahuta đã nêu ra những thách thức về an ninh toàn cầu mà New Zealand đang phải đối mặt, đó là nghèo đói, gánh nặng nợ nần, xung đột, vi phạm về nhân quyền và cả những thách thức đối với các quy tắc quốc tế. Bà Mahuta cho biết là trong một thế giới đang có nhiều khó khăn như hiện nay, thì các cam kết dựa trên việc chia sẻ giá trị chung về hệ thống đa phương, các chương trình nghị sự chung về biến đổi khí hậu, nhân quyền cũng như sự ổn định khu vực ngày càng được trân trọng hơn. Tuy vậy, Ngoại trưởng Mahuta cũng nói rằng quan hệ đối tác toàn cầu của New Zealand không chỉ dành riêng cho những quốc gia có chung quan điểm với nước này. Mặc dù môi trường quốc tế đang ngày càng phức tạp hơn, song nó cũng không đại diện cho một cuộc chiến tranh lạnh mới. Và bà Mahuta khẳng định Hoa Kỳ vẫn là đối tác nền tảng và rất quan trọng trong việc củng cố hệ thống quốc tế. Hai nước cùng chia sẻ giá trị về dân chủ, tôn trọng về nhân quyền và luật lệ cũng như an ninh toàn cầu. Mặt khác, bà cũng cho biết là mối quan hệ với Trung Quốc là rất quan trọng, vượt ra khỏi mối quan hệ thương mại và đang vươn tới sự kết nối giữa người dân và văn hóa của hai nước. Ngoại trưởng Mahuta cũng nhận định rằng sự nổi lên của Trung Quốc và gần đây là chính sách đối ngoại quyết đoán hơn đã tạo ra một số xu hướng và thách thức mới.
Bên cạnh đó, bà Mahuta cũng nhấn mạnh Ấn Độ là một nhân tố và đối tác quan trọng, và do đó New Zealand cũng sẽ thúc đẩy quan hệ để hai nước có thể phát triển rộng mở hơn trong thời gian sắp tới. Với Indonesia, New Zealand coi nước này là một đối tác chủ chốt trong biến đổi khí hậu, phòng chống tội phạm xuyên biên giới, đánh bắt cá trái phép. Trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc là những đối tác quan trọng về kinh tế và an ninh. Với bản tin vừa rồi thì Kim Hoàng cũng xin tạm kết phần tin tức vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay của Vietfay TV. Một lần nữa rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý khán thính giả. Chúng tôi xin chào tạm biệt và sẽ trở lại vào lúc 10 giờ sáng mai trong phần tin tức của Vietfay TV.